Ấn tượng của các cậu về phẫu thuật thẩm mỹ là gì? Kiểu dối cha. Ý tôi là cái việc tháo băng có thể thực hiện rất sớm, còn cái việc hồi phục thì phải mất một thời gian rất dài mới rõ được kết quả. Hơn nữa cũng không có cái trò băng mặt kín mít như kiểu xác ướp kia đâu. Ui, cô này thậm chí còn được đeo cả kính. Tớ không được phép đeo kính một tháng vì sửa mũi đây này. Tóm lại, phẫu thuật xong thì trông không giống thế đâu, mà nó sẽ như thế này. Sau ca phẫu thuật thì tớ phải nhập viện một đêm. Nhưng may là nhân viên của Dark Rider Korea ghé thăm tớ thường xuyên. Tớ có thể gọi chị ý đến qua line bất cứ khi nào tớ cần. Trong 2 ngày đầu tớ không cần phải ăn, chỉ có thể uống nước lọc và nước bí ngô. Cái này chính là một phần dịch vụ miễn phí của Dark Rider Korea đấy. Với cái lon này kiểu như là nước dinh dưỡng để phục hồi năng lượng ấy, cũng khá là ngon. Tớ phải chú ý chườm lạnh cho mặt thường xuyên trong 4 ngày đầu tiên sau phẫu thuật để giảm sưng. Sang đến ngày thứ 5 trở đi thì chuyển sang chườm nóng để giảm đau. Có một cái khó chịu là phẫu thuật hàm xong thì tớ không thể ngậm miệng vào được nên là dãi cứ rớt tùm lum. Nghịch lý hơn nữa là cũng không thể há miệng to hơn nên cái việc đánh răng là không thể. Thay vào đấy thì cứ 2 tiếng một, lúc mà đang tỉnh không phải đi ngủ tớ lại phải súc miệng. Ngay sau khi uống hay là ăn xong cái gì cũng phải súc miệng ngay để vệ sinh vết mổ. Ngoài ra thì tớ còn phải mặc cái bộ đồ bó này, phải mặc liên tục trong một tháng cho da nó săn chắc và cũng là để mau hồi phục hơn sau phẫu thuật hút mỡ. Cả bác sĩ và y tá đều nói với tớ là sau phẫu thuật thì cố gắng đi lại vận động nhiều một chút để tăng tuần hoàn máu, như thế thì cũng mau khỏe hơn. Thế là sau khi tan thuốc mê hoàn toàn, tớ bèn lang thang tha thẩn ngoài cái hành lang của cái tầng phòng bệnh nhân bệnh viện ID đấy. Tớ cũng không thể cả ngày cứ đi lại như thế được, phải tìm cái gì đó mà làm chứ. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục self care sau phẫu thuật của Lidy. Sau khi được tháo lớp băng dưới chân mũi, tớ phải bôi thuốc mỡ vào những chỗ khâu vết mổ và phần dưới mí mắt. Mí mắt thì chỉ cần bôi trước khi đi ngủ, còn vị trí vết mổ dưới chân mũi thì cứ đều đặn 2 lần một ngày, một lần sáng và một lần tối. Uống thuốc kháng sinh theo đơn của bác sĩ một ngày 3 lần, 30 phút sau mỗi bữa ăn. Như tớ thì phải uống thuốc liên tục trong 10 ngày. Chuyên mục đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Không hẹn gặp lại. Giờ sao? Nói thật, tớ đã lường trước là nhập viện thì sẽ chán lắm, chả làm được cái gì mấy, nhưng mà tớ vẫn không thể nào ngờ được là nó lại chán đến thế. Nhưng tớ vẫn đã cố gắng làm mọi thứ để chống lại cái chán. Xem phim, tivi toàn tiếng Hàn, không hiểu gì hết. Nghe nhạc, nghe nhạc nhưng không được hát theo. Đọc sách, đột sách. Đùa đấy. Thì thoảng thì bác sĩ cũng ghé qua tớ để kiểm tra và hỏi thăm tớ mấy câu. Đại loại là họ rất là nice. Trước khi ra viện thì tớ được dẫn đi chăm sóc hậu phẫu tại tầng trị liệu da của bệnh viện ID. Thì trong cả quá trình phục hồi tại Hàn, tớ có tổng cộng 3 lần chăm sóc như thế. Và mục đích của nó là để giảm sưng và giảm đau. Sau khi được xuất viện, tớ hẹn luôn với một bạn người Hàn của tớ để số lồng đi chơi. Tưởng đến nơi đất khách lạ chỗ, kiểu mặt mũi còn khó ở ấy, cho nên là cũng ngại ngó nghiêng tìm đường đi chơi một mình lắm. Hóa ra vẫn có số được người ta dẫn đi chơi, không người này thì người kia. Nên những ngày còn lại ở Seoul, tớ cũng tranh thủ đi chơi đây đó cho nó bỏ chuyến. Mình cũng chỉ là nghe lời khuyên vận động nhiều một chút của bác sĩ thôi mà. Tuy nhiên là ấy, sau khi phẫu thuật xong thì ai cũng yếu đi, tớ cũng không ngoại lệ. Nên là tớ cũng tự liệu hồn biết điều, mỗi ngày chỉ ra ngoài chơi một chỗ và một buổi thôi, buổi trưa hoặc buổi tối. Sang đến ngày thứ 3 thì tớ đã có thể ăn cháo. Nhân viên của Dark Rider Korea đã giúp tớ mua mấy hộp cháo ăn liền. Trông cái này thôi ngon phết đấy. Sang ngày thứ 8, tớ quay lại bệnh viện để tháo chỉ ở mí mắt, mũi và tháo băng mũi luôn. Trước khi tháo thì bị dọa là chỉ hơi đau chút thôi. Đúng là dọa thật, chả đau tí nào. Mà là đau khiếp. May là cái đoạn này nó cũng không bị lâu. Riêng cái phần phẫu thuật hàm ý, thì vết mổ của tớ lại ở trong khoang miệng cơ. Cái đó thì phải 2 tuần sau phẫu thuật mới được tháo chỉ, nên tớ còn một lần quay lại bệnh viện nữa. Tháo chỉ với băng mũi xong là lần chăm sóc hậu phẫu thứ 2 của tớ. Mặt tớ sau phẫu thuật 1 tuần đây, sưng vù luôn. Cái thấy rõ kết quả nhất ngay sau khi tháo băng là phần mũi. Thực ra bây giờ mí mắt của tớ cũng lành khoảng 85-90% rồi. Còn cái hàm ý, thì vốn là cứ động phẫu thuật gì vào xương thì nó lành chậm. Xương mà, thời gian hồi phục phải tính bằng tháng, nên là để hết xương hoàn toàn thì lâu đấy. Bỏ băng mũi ra một cái là tớ có thể rửa mặt một cách bình thường rồi. Tạm thời tránh mí mắt ra thôi. Ok, còn bây giờ là giờ cho shopping! Trong video trước của tớ có nói rồi đấy. Trong một loạt dịch vụ của Dark Rider Korea, có một cái dịch vụ rất là hấp dẫn. Đấy là một buổi shopping ở Seoul. Các cậu chỉ cần yêu cầu là muốn đi vào ngày nào, thì bên Dark Rider Korea sẽ sắp xếp dẫn các cậu đi ngay.
đây là cái ngày xả van của tớ, cho nên là tớ cứ thế vùng tiền, vùng tiền, vùng tiền. Chị nhân viên của Dogfighter Korea đã dẫn tớ đi tất cả những nơi mà tớ muốn. Ban đầu tớ tưởng là mình sẽ đi tàu điện ngầm như bình thường tớ đi với bạn bè cơ, nhưng mà bên công ty lại đón taxi cho tớ đỡ phải đi bộ nhiều. Và toàn bộ chi phí di chuyển cho hôm đó là bên công ty họ trả. Giới thiệu với các cậu, đây là Clovis, nhân viên của Dogfighter Korea đã phụ trách chăm sóc tớ trong suốt chuyến đi. Gái xinh các cậu ơi. Không biết với các khách hàng khác thì như thế nào, nhưng mà tớ thấy tớ đi với Clovis rất là thoải mái, như kiểu bạn bè đi chơi với nhau ý. Vào ngày cuối ở Seoul, trước khi đáp chuyến bay về Hà Nội, tớ lại có hẹn với bệnh viện để tháo nốt chỉ ở khoang miệng và những vị trí hút mỡ khác. Và lần này, cơn đau đã leo lên một level khác hẳn. Chắc tuyệt chết. Đau khiếp lên được ấy, nó quằn quại đau thông thiết, đau từ miệng đến trái tim. Nhưng thôi, xong là xong, chỉ đã tháo hết, không đau đớn gì nữa. Đây cũng là lần chăm sóc hậu phẫu cuối cùng của tớ. Xong xuôi, Clovis đưa tớ về khách sạn thu dọn hành lý, rồi tớ được tài xế của Dogfighter Korea và bệnh viện ID sắp xếp trở ra sân bay. Buồn cười là ngày đầu tớ đến ý, thì Seoul đón tớ bằng mưa, xong rồi ngày về cũng đặc biệt tiễn mình bằng một trận mưa. Thôi, coi như là lộc. Tớ sẽ để dành một video nữa để nói kỹ hơn về toàn bộ những trải nghiệm của tớ về phẫu thuật thẩm mỹ nói chung và phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn nói riêng. Từ bây giờ đến lúc đấy thì tớ vẫn cần thời gian cho cả người lành lại đã. Hy vọng tới lúc đấy thì hồi phục hoàn toàn để comeback 100%. Thế nhá, tạm biệt các cậu.